Tình ngay dại cờ Ray G. Love 1993 là một bộ phim tình cảm 18 cộng Hồng Kông có nội dung xoay quanh một cô nàng xinh đẹp nhưng lại có lối sống vô cùng vuông thả, là con gái của một gia đình giàu có tại đất Cảng Thơm. Cô có một suy nghĩ vô cùng ngây dại và lối suy nghĩ rất khác người thường, vì được du học từ nhỏ nên cô có một lối sống rất anh quốc. Khi trở lại quê hương của mình cô vẫn giữ cho mình cách sống Tây phương tại quốc gia Đông nhưng khi người yêu của cô đã từ bỏ cô bởi lối sống đó cô đã trở nên căm hận đàn ông hơn và nhất quyết phải trả thù họ bộ phim có sự tham gia diễn xuất của diễn viên lý lệ trân trong vai một cô gái phóng túng con của một gia đình giàu có đặc điểm của cô gái mới lớn này là rất xinh đẹp ngây thơ và suy nghĩ rất lạ đời cô có một đặc điểm mà khán giả sẽ thấy trong suốt quá trình của bộ phim là rất thích để ngực trần và không ngại ngùng gì về chuyện đó thậm chí cả khi ra đường điều đó chính là kết quả của việc cô bị chính người yêu mình ruồng bỏ và cô lên kế hoạch trả thù tất cả đàn ông khi làm phim các tác giả muốn nhấn mạnh đến phần tình yêu của một con người thông qua một cô gái mới lớn và đầy bỡ ngỡ về cuộc sống điều đó sẽ khắc họa qua các điểm như tình yêu thiên nhiên tình yêu con người và tình yêu nam nữ một cách đơn sơ và nhẹ nhàng nhất có thể phim được nhiều người bình luận là khá thô nhưng theo nhiều người muốn nói thì đó chính là dụng ý của tác giả khi hướng con người theo một tình yêu đơn sơ nhất có thể Cộng với nụ cười, diễn xuất và khả năng hài hước của Lý Lệ Trân đã thực sự đưa bộ phim lên một đỉnh cao mới trong thể loại phim cấp 3. Ừ,